ba ô tô nát bét đầu trên cao tốc, nhiều người hoảng loạn. Trưa nay ngày 2 tháng 5, trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến ba ô tô nát đầu, ba người bị thương. Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam VECE, đơn vị quản lý vận hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây HLD, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày. Cụ thể, vào thời gian trên, ba ô tô chạy trên cao tốc HLD hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến km 28+100 thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ba xe xảy ra va chạm với nhau khiến tất cả đều bị biến dạng phần đầu, nhiều người trên các phương tiện gào khóc. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông C67, cảnh sát giao thông huyện Long Thành có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra và làm rõ.